Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghiện Design. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hiệu ứng cho chữ ở trên Illustrator nhé. Với cách làm này thì các bạn có thể thay đổi các phông tùy ý thích của mình này. Đấy, ngoài ra thì có thể ứng dụng để làm thiết kế nhiều cái phông chữ với các phong cách khác nhau nhé. Cách này cũng đơn giản thôi, các bạn có thể tham khảo nhé. Đầu tiên để làm được hình như này thì các bạn chọn cho mình các cái mã màu. Ở đây mình chọn các mã màu mình thích này. Và ngoài ra thì có thêm một cái màu với các cái vết đen bẩn như này. Đấy. Hình này thì các bạn có thể tìm kiếm trên Google nhé. Rồi đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một dòng text. Ok, mình phóng to một chút. Tiếp theo là các bạn nhấn CF6 để mở bảng lên. Đó, ở đây thì mình sẽ làm hiệu ứng ở trong cái bảng này nhé. Đó, đầu tiên thì các bạn đổ cho cái chữ này một cái fill màu vàng nhạt này nhé. Cách là mình chọn chúng ta là Y và mình hút vào cái màu đầu tiên đây. Tiếp theo là mình tạo cho nó một stroke. Thì ở đây stroke thì các bạn sẽ đổi cho nó cái màu xanh thẫm này này. Đó, thì mình phải nhấn giữ shift nhé. Chọn công cụ đầu hút là Y này, nhấn giữ shift và mình tích vào phần màu này. Thì nó chỉ lấy màu cho phần stroke này thôi. Ok, ở đây mình tăng stroke lên. Đó, ở đây stroke mình để là 8. Rồi sau đó các bạn kéo cái phần stroke này xuống dưới phần fill này. Đó, như này thì stroke nó sẽ nằm xuống dưới và nó bị cái phần fill che đi những cái phần mà nối với nhau này. Rồi, tiếp theo các bạn nhấn đôi stroke này lên bằng cách là cầm kéo thả xuống cái phần biểu tượng phía dưới này. Nó sẽ hiện hình dấu cộng nhé. Đó, để tạo thêm một stroke nữa, các bạn chọn cái stroke ở dưới này. Rồi, đối với stroke này thì mình sẽ mở cho nó cái để transform. Ở đây các bạn vào cái bảng FX này nhé. Đó, ở phần này này, mở bảng transform lên. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần chuyển này này là 1 nhé. Ở dưới cũng là 1 pixel. Các bạn có thể bật preview lên để xem trước. Rồi, ok, phần này thì các bạn tăng lên. Đó, các bạn cứ lăn chuột tăng lên, nhìn cảm nhận thấy đủ vừa là được. Đó. Rồi, ok, mình để là 8. Tiếp theo thì các bạn tiếp tục nhân đôi cái stroke này lên. Đấy, cứ kéo thẳng dưới này. Lại tiếp tục chọn cái phần fill phía dưới. Ở đây thì mình cần phải đổ một cái màu khác nhé. Đó, cái màu cam này này. Thì mình lại nhấn giữ shift. Chọn công cụ đầu bút là Y, phím tắt là Y này. Đó, sau đó nhấn giữ shift và click vào để hút lấy cái màu cho stroke. Các bạn cũng vào FX này, chọn transform. Đó, tạo cho nó một cái mới đi. Làm tương tự ở đây các bạn để cũng đều để là 1 pixel nhé. Và tiếp tục là tăng cái phần này lên. Đó. Đó, ở đây mình tăng lên khoảng 9. Rồi, ok. Tiếp tục nhân. Đấy, hoặc là các bạn có thể click đúp vào đây này. Lúc vào cái transform nó mở sẵn rồi này thì các bạn điều chỉnh trong này thôi. Đó, ở đây các bạn chỉ cần tăng lên. Ok, tiếp theo là mình đổ một cái màu cuối cùng nữa, nhân đôi tiếp lên. Đó, dở phần transform này lại, bật preview lên để thấy nhé. Rồi, ok, như vậy là mình đã tạo được cho các cái lớp ở phía dưới như cho cái hiệu ứng cho chữ này. Đó, nhìn là khá đẹp rồi. Tiếp theo là để làm được cái phần các cái vết bẩn như này thì các bạn sử dụng cái hình stock này mình tải trên mạng nhé. Đó, mình kéo cái nền này sang này. Mình copy cả cái phần các vết bẩn này nhé. Rồi. Rồi, tiếp theo để làm được các cái vết bẩn ở trên cho chữ thì các bạn làm như sau. Đầu tiên thì mình nhấn copy cái stroke này nhé. Đó, Ctrl C. Tiếp theo là các bạn chọn cái chữ này. Đó, sau đó thì các bạn nhấn Ctrl Shift F10 và bật cái bảng Transparency lên. Ở đây các bạn click đúp vào cái biểu tượng mặt nạ bên cạnh này. Đó, rồi nhấn tích bỏ cái phần clip này đi nhé. Đó, các bạn nhấn Ctrl V và kéo rộng cái stroke này ra. Đó, thì những cái phần nào mà bị đen như này này, đó, thì nó sẽ hiện cái phần nền ở dưới nhé, cái phần nền hình nền ở dưới này.
để tạo ra các cái vết bẩn. Rồi ok, với các bước đơn giản như vậy thì các bạn đã tạo được cái hiệu ứng chữ và cái phần vết bẩn như này. Tiếp theo là để làm cái phần chữ nghiêng này, các bạn chọn phần chữ cho mình, sau đó vào cái công cụ này, đó, phím tắt của nó là E nhé. Đó, các bạn kéo hơi chéo lên để cái con trỏ chuột vào cái phần cạnh ấy, kéo chéo lên. Đó. Rồi, đó các bạn đổi cho nó cái bóng bằng cách vào effect này, style này, crop này, hoặc là các bạn tạo luôn cái bóng ở trong cái bảng hiệu ứng lúc nãy cũng được nhé. Đó, các bạn xem cái bóng nếu cảm thấy được rồi thì ok. Ok, như vậy là đã xong. Các bạn có thể dùng cách này để thiết kế các hiệu ứng cho chữ của mình. Với cách này thì các bạn có thể thay đổi cái phông cho ý thích của mình này. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể áp dụng để thiết kế đối với các chữ có nhiều phong cách khác nhau nhé. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh. Ngoài ra thì Nhận Design sẽ thường xuyên chia sẻ các cái tài liệu miễn phí về thiết kế cho các bạn để các bạn sử dụng trong quá trình học cũng như là làm việc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.